It's all about the love I wanna hold. It's all about my heart I lost tonight. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Jessie Nguyễn. Nếu các bạn thích coi video của mình thì đừng quên click vào nút subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Gần một tháng qua do một số công việc riêng nên mình không có thời gian update những video mới. Hôm nay mình đã trở lại với các bạn về chủ đề quan trọng: bạn nên học lái xe ở Việt Nam hay Mỹ, bạn có kế hoạch đi du học hay định cư Mỹ, và bạn phân vân về việc học lái xe ở Việt Nam hay Mỹ. Theo mình, một người đã từng thi trượt bằng lái không dưới một lần, mình khuyên các bạn nên học lái xe ngay khi còn ở Việt Nam, vì chi phí học lái xe ở Mỹ rất mắc. Chi phí này vào khoảng 50 đô la Mỹ một giờ, và việc bạn chưa từng trải qua việc học lái xe ở Việt Nam thì việc bạn tốn nhiều tiền và thời gian thực hành là điều không thể tránh khỏi. Vì khi bạn thi bằng lái ở Mỹ, bạn phải lái xe thạo mới có thể thi đậu, lý do là bạn phải thi trên đường thực tế với tốc độ cao. Mình sẽ cho các bạn vài ví dụ đơn giản cho các bạn hình dung. Một, bạn cảm thấy rất căng thẳng và mất tập trung khi bạn chưa lái xe giỏi và ngồi bên cạnh bạn là một vị giám khảo nghiêm khắc. Bạn sẽ cảm thấy bối rối khi nhìn thấy phương tiện giao thông đi ngược chiều như muốn lao vào bạn. Khi đó phản ứng bạn sẽ hoảng hốt và trao tay lái. Bạn sẽ làm sao examinator không cảm thấy an toàn khi ngồi kế bên bạn. Khi đó examinator sẽ dừng bài thi của bạn lại và họ sẽ lịch sử lại cho bạn sẽ lâu hơn. Vậy làm sao bạn vượt qua được cái tình huống này? Cách duy nhất là bạn phải lấy xe hơi và thực hành nhiều khi bạn ở Việt Nam. Khi đến Mỹ, bạn chỉ cần học thêm các biển báo và tín hiệu giao thông không để bạn thi thực hành ở Mỹ. Thứ hai, bạn không thể không có hoặc bạn không có người thân ở Mỹ để tập xe cho bạn, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và mất nhiều thời gian hơn để biết lái xe thạo. Dù bạn có người thân hay bạn bè đi chăng nữa thì họ sẽ không có thời gian thường xuyên để tập cho bạn được. Vì ở Mỹ ai ai cũng bận rộn trừ 2 ngày cuối tuần. Khi bạn thi đậu lý thuyết, bạn có thể có learner permit và được quyền mua xe và bảo hiểm xe. Bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi mỗi khi tập xe của bạn xe ở Mỹ liên quan đến bảo hiểm xe. Bởi vì nếu bạn lái xe bị tai nạn, người thân hay bạn bè của bạn sẽ bị tăng tiền bảo hiểm xe. Họ sẽ cảm thấy rất ngại khi cho bạn mượn xe để tập. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn các bạn vào các video tiếp. Bye, peace.